Chào mừng tất cả quý con nông dân mình nha. Thì hôm nay thì Nam cũng ghé lại vườn sầu riêng. Thì hôm nay thì cái khâu chuẩn bị bắt đầu là một mùa vụ mới sầu riêng nữa quý con. Thì hôm nay thì Nam cũng vô để quay cho quý con nông dân mình xem về cái cách mà chúng ta gãy lăng. Thì ở đây thì Nam đang hiện tại là cho cái công thức đó là gì? Là lăng cộng với 10-60-10. Đây, đó, lăng cộng với 10-60-10 để Nam gãy gốc nha quý con. Thì một bao này 50kg cộng với 1kg 10-60-10 thì trộn đều lại. Thì gãy một gốc là tầm khoảng từ 5kg. Thì gãy khoảng 5kg. Thì khi mà gãy xong rồi á, khoảng một tuần lễ sau á, thì Nam sẽ xịt cái bộ tạo mầm hoa là 10-60-10 MKB. Đây MKB và lăng 89, bộ ba này pha dùm cho Nam là một phi. Hoặc đầu mình phun phủ ở ngoài. Đó thì 7 ngày sau mình phun là cử hai quý con. Thì phun hai cử xong rồi bắt đầu lá nó sẽ già lại, thì bắt đầu tiến hành là chúng ta sẽ cách khoảng 7 ngày sau chúng ta sẽ lên bạc lo. Thì lên bạc lo thì bắt đầu là chúng ta sẽ rước mắt cua. Thì nữa cái khâu đó thì Nam sẽ quay nhiều cái clip thêm. Thì hôm nay thì bắt đầu là hiện tại giờ thì hiện tại quý con nông dân thấy là lăng nè. Thì một xô này cũng khoảng từ 5kg nè. Đây 5kg. Đây. Tại sao mà cái sầu riêng á thì thường á mình sẽ gãi cái hàm lượng lăng nó sẽ cao hơn so với một số cây ăn trái khác, như chẳng hạn là một cây tầm khoảng từ 4 cho đến 5kg. Thứ nhất, lăng nó sẽ có hai nhiệm vụ. Một á là nếu mình gãi ít á, lăng nó sẽ là kích rễ, còn nếu mà gãi hàm lượng nhiều đó thì nó là tạo mầm hoa, là ức chế cái bộ rễ lại cho cái cây của chúng ta nó tạo được cái lượng mầm để cho nó ra được cái lượng bông đó. Thì thành ra lăng thì quý con nông dân mình nắm được dùm cho Nam là hai cái nhiệm vụ chính nha. Mình gãi nồng độ cao quá để cho nó tạo cái lượng mầm cho cái cây. Thì đây thì sẵn đây thì Nam sẽ gãi luôn. Này là 5kg không chú ấy? 5kg. 5kg nè. Thì giờ là 5kg đó. Một xô này 5kg. Gãi đi cho hướng dẫn cho anh em. Coi chừng gãy cầu nha, chụp ít nha. Mấy cái này gãy chú. Gãy cầu chụp ít á. Lăng thì mình gãi á là mình gãi xà sạc gì nào quý con. Nè. Đây. Đúng không? Thì giống hệt như gãi phân thôi, nhưng mà mình gãi cũng gần gần ở trên cái cổ rễ giùm cho Nam. Đó. Bụi ghê không? Mình gãi cũng theo cái đường kính tán đúng không? Mình gãi thì nói chung là theo cái đường kính tán là như thế này. Tán đi theo này, đúng không? Mình cũng phải gãi xích ở ngoài luôn dùm cho Nam. Chứ không có gãi ở trên cái đỉnh mô không. Nếu mà mình gãi trên đỉnh mô không là nó sẽ hấp thụ yếu nha. Nè. Tại vì rễ á, hiện tại giờ sầu riêng mình là rễ nó đã ra phía ngoài rồi nè. Mình gãi là gãi xích ở ngoài đây luôn. Bùi dữ dội nha. Thấy chưa? Vậy trắng đắt luôn, thấy chưa? Đó. Giai đoạn này bắt đầu mình gãy lăng để cho nó tạo được cái lượng mầm. Thì khi mà mình gãy lăng xong rồi á, mình cố gắng mình tưới nước 2 ngày 3 ngày liền để cho lăng nó sẽ tan, nó tăng đều xuống cây của mình, nó sẽ hấp thu được. Cái thứ hai nữa, khi mà gãy lăng xong rồi á, có khoảng 3 ngày sau á, rút nước trong vườn ra, rút nước ra cho nó cạn nước luôn, cạn mương luôn đó. Thì cái điều đó là điều rất là quan trọng khi mình xử lý làm bông trên sầu riêng. Thì quý con nông dân mình chú ý cho Nam. Mới gãy con cây mà thở quá rồi, chỗ này gãy hết vườn sao gãy nổi, chết luôn á. Thôi trẻ gãy không nổi, già sao gãy nổi đây. Ở bọc gì ạ? Bọc ba đồ bá này nè, nửa sau tiễn cắt này phải không? Đúng rồi, này đúng rồi. Ừ. Thì khi mà mình nè, mình này, mấy cái nhánh án nè,
đó. Mình xịt cách thức làm sao như thế nào bạn, đây nè, chỉ cách còn khoảng một ly hai ly, hai ly đi ha, hai ly chỗ này đó. Cắt ở chỗ này nè, cắt trong vòng rồi mấy nhánh trên kia cắt hết, nhỏ cắt hết phải không, cắt hết rồi nè. Có nghĩa là khi mình á, mình phun tạo mầm xong rồi, hai cử 7 ngày sau của cử 2 mình lên cái cử bạc lo, lên cử bạc lo xong rồi khoảng 4 cho đến 5 ngày sau tiến hành mình đi cắt bơ. Cắt bơ xong rồi á, cỡ khoảng một tuần lễ sau mình phải đi rước mắt cua nữa. Nè, như chẳng hạn rước mắt cua là sao, như hiện tại giờ chú Bảy coi nè, thấy không, mắt cua nè, mắt cua lú rồi đó, mắt cua nè, thấy không, lú rồi đó. Nè, mình rước cho mấy thằng này nó sáng lên nè, cái mắt cua cho nó sáng lên rồi. Đó, bởi vì ra là cái khâu rước mắt cua nó cũng quan trọng lắm. Bây giờ mắt cua nó lú ra nhiều lắm rồi á, lú ra rồi. Dạ. Tùm lum hết nè, bắt cua lú nữa nè. Cái đó thì mình cái này là mình chưa có tạo mầm á. Mấy cái này nữa cắt luôn phải không? Nữa cắt luôn. Cắt luôn ra cắt tới luôn đâu đi. Cắt ra khoảng tới nào? Nè, cắt này. Rồi. Thì cái bữa cắt con chạy vô rồi. Cái mới được. Rồi. Bữa cắt con chạy vô ha, con chỉ vô cắt. Rồi, dẫn người ta kêu người cắt tiếp. Trong vòng một ngày phải hoàn thành. Vậy là bây giờ tiến hành là gãy lân. Tiến hành gãy lân. Đó, gãy thì cắt thước gãy con vậy đó. Gãy rồi xong rồi mình tưới nước cho nó ẩm lại rồi. Bữa đầu tiên dắt chiều tưới xương gãy ha. Tưới xương cái đi. Đúng rồi. Xong qua ngày sau tưới ướt. Tưới ngày ướt. Sau tưới ướt. Tưới ngày ướt. Sau tưới ướt nữa. Rồi 3 ngày bỏ nước ra hết. Không có tưới nữa. Rồi ngưng nước luôn đó. Dạ. Vậy là ok đó. Nói gì chú nấm rồi. Dạ. Thì giờ mình gãy là cách thức gãy xương xương như này cho con nè. Đó, gãy gì đó. Chứ không có gãy ở trên cái bầu không. Mà cũng không có gãy gọi là xa ra ngoài đây, gãy trong phạm vi thôi, phạm vi cái tán của nó. Đúng rồi, theo kinh đừng kính tán á. Là vừa rồi. Rồi, vậy chú cảm ơn mấy đứa nha. Dạ. Chúc mấy đứa là một ngày vui tươi nha, thành công trong công việc nha. Rồi, đi gãy. Rồi. Gãy. Ba đi gãy. Gãy. Cây nào nhỏ mình gãy khoảng 4 kg. Nhỏ gãy ít chút, bự mình gãy 5 kg vậy đó. Gãy hơn 5 kg. Dạ. Cây này nhỏ nè. Nhỏ mình gãy khoảng 4 kg thôi, được rồi. Vậy đó. Tùy theo cây mình gãy vậy đó. Quá bụi à. Này là lăng cộng với 16-10-10 mình gãy gốc luôn nha các con. Cho nó tạo thêm cái lượng mầm. Tại vì năm nay á, là cái thời tiết năm nay á, là bữa nay là 19 tháng 10 rồi. Mà hiện tại giờ á, là trời nó như thế này đây. Đó. Thì trời nó còn rất là gọi là muốn mưa. Thì mình sẽ cộng hỗ trợ thêm. Đó là cái 16-10-10. Để cho nó tạo được cái lượng mầm ở dưới gốc cho cái cây. Đồng thời là mình thêm cái lăng nữa. Super lăng ở dưới. Thì cây này thì tùy theo cây để mình gãy. Một cây là khoảng từ 4 đến 5 kg. Người chừng nào quét cái bầu đó anh Nam? Quét bầu hả? Cho ông phát đi. Cho ông phát cho sạch ba cỏ giùm con đi. Cỏ này mà quý con nông dân mình nè. Khi mà mình đúng ra là mình phải làm trước. Nhưng mà giai đoạn này làm không kịp là mình phải phát cỏ. Rồi mình quét gốc này nọ ra. Nhưng mà chưa đâu. Giai đoạn này Nam sẽ cho gãy lăng trước. Tạo mầm hai cử xong rồi lên bạc lo sẵn cắt bơ đó, cắt cái bơ đó nó rơi xuống đó rồi bắt đầu quét ra luôn đó, thì một công đôi chuyện luôn á các con. Nhiều khi làm liên tục thì làm không nổi, thì mình phải tính toán cho nó ngợ cái công. Ôi từ đổ. Bởi vì trồng sầu riêng thấy cực nha. Cực.
quá cực chú ơi, mà đếm tiền không cần nữa chú ơi. Dạ cái gì đây là lăng này là 16% CaCO3 là CaCO3 là 35%, magie là 5%, đó 3%, rồi silic là mấy phần trăm nữa, 5% nữa đó, là nghĩa là trong đây nó gọi là lăng kết hợp thêm cái thằng canxi và silic thì nó sẽ làm cho dày lá, dày cái tế bào của cái lá luôn, đồng thời nó sẽ giúp cho tạo được cái lượng mầm cho cái cây đó. Với hai nữa là mình sẽ cộng vô cái 16-10, tại vì do cái thời tiết năm nay nó cũng khá là bất lợi, năm nay là mùa thần á, thì một số nhà vườn của chúng ta phải chú ý dùm cái khâu là gì, tạo mầm hoa dưới gốc và cái phun tạo mầm cũng phải kỹ dùm cho Nam nha, tại vì năm nay cái thời tiết năm nay là nó không có như mọi năm đâu. Vườn sầu riêng nè, cây này gãy khoảng 4 ký vừa vừa lại, tùy theo cây mình gãy á. Này là do hồi xưa mình trồng chung với mít nè, bởi vì ra cái cây nó bị lép tàn, nhưng mà vì là coi như là cũng khá là ok nè, tại vì đợt đó là vô phục hồi cây dưỡng cây là cái cây nó nói chung là hay ghê lắm, hay ghê lắm. Chứ Bảy còn nói cây đó là còn trà không, không có lá. Còn trà không đó. Giờ là nó đạt đâu mà là 98% nữa. Dạ. Cây nó sung lại, bộ lá nó đầy đủ lại. Cây bên đây thì nó bị cái hàng này thấy ghê, nhưng mà từ đây đảo về bển là cây sum xê, dùng là ok lắm. Đó. Ừ. Đầy đủ bộ lá lại.